Xin chào mọi người, mình là Cẩm Nhung đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một bức tranh hoa sen theo phong cách tối giản. Như mọi người đã biết, đỉnh cao của nghệ thuật chính là sự đơn giản. Thì hôm nay chúng ta, những thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là giấy xuyến. Chúng ta nên mua cái loại đã bồi sẵn vào nhé. Một vài chiếc đĩa này để chúng ta pha màu không bị lẫn. Bút lông sói cỡ trung. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng màu trắng. Chúng ta có thể tận dụng những cái lọ nước muối sinh lý mà đã hết, chúng ta cho nước vào để chúng ta tiện trong cái việc pha màu. Rồi chúng ta sẽ hòa màu vào. Bố cục thì chúng ta hôm nay sẽ là lá ở bên trên, hoa ở bên dưới. Cái bố cục này thì sẽ là linh động nhé. Các bạn có thể làm lá bên dưới, hoa bên trên, tùy. Tiếp theo sẽ là mực tàu. Chúng ta lại hòa cái mực này cho nó nhạt bớt đi. Nhưng mà cái màu nó quá đen, chúng ta vẽ lên cái tranh nó cũng một cái chiều sâu. Rồi tiếp tục nha. Chúng ta sẽ dùng cái bút cỡ to hơn để chúng ta vẽ cái tán lá đầu tiên. Chúng ta thử lên cái giấy này, thấy cái lượng mực như thế này là ok. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái tán lá, cái lá sen đó. Rồi chúng ta đi theo cái đường rích rác thôi, cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Rồi xen kẽ nhau. Các bạn đã thấy những cái đốm trắng mà vừa đi chúng ta vẩy lên chưa? Nó đã bắt đầu hiện lên rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái bát nước. Chúng ta sẽ rửa cái bút của chúng ta, nó nhạt bớt cái mực đi, để chúng ta sẽ tạo cái độ chiều sâu lớp trên lớp dưới. Rồi chúng ta vẽ cái tán rộng ra nhé. Cứ vẽ thoải mái, không cần phải cố định là như thế nào. Cứ thoải mái ra. Bởi vì cái phong cách này chúng ta sẽ ưu tiên về cái sự tự nhiên. Rồi chúng ta có thể chấm thêm một vài cái chấm để cái mực nó loang ra. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái màu đỏ đô. Cái màu đỏ đô chúng ta sẽ dùng khi mà vẽ cánh hoa. Đầu tiên sẽ là màu trắng. Chúng ta chấm cái đầu bút vào một chút màu đỏ đô đấy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cánh hoa sen. Cánh hoa sen thì chúng ta cứ vẽ theo mình hướng dẫn này. Thì chúng ta có thể lên mạng search một vài cái mẫu hoa sen để chúng ta có thể tập theo. Có thể là nhiều cánh, có thể là ít cánh, là tùy chúng ta, sở thích của chúng ta nhé. Rồi các bạn lưu ý, khi mà chúng ta vẽ cánh hoa sen thì chúng ta nhớ là cái phần đầu của cánh hoa thì nó sẽ là phần đậm, còn cái phần mà dưới của cánh hoa thì sẽ là phần nhạt. Nên là chúng ta nhớ là phải nhấn nhá vào những cái đỉnh của cánh hoa để nó có tạo cái cảm giác tỏa màu đẹp hơn, chứ đừng vẽ cái màu mà nó bị đều nhau quá. Rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp tục những cái cánh chồng lớp lên nhau. Rồi chúng ta sẽ vẽ có những cái cánh nó rủ xuống, cánh nó ôm vào. Với cái phong cách tranh này thì chúng ta cũng đừng vẽ cái cánh hoa sen nó quá tròn. Chúng ta thấy cái tay của mình nó hơi rung để cho những cái cánh hoa nó có cái độ rích rắc nhẹ. Chứ đừng tròn quá nó cũng sẽ bị cứng cái cánh hoa. Nhiều khi là nó phải không theo một cái quy chuẩn nào đó nó mới đẹp. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục là chúng ta lại lấy cái bát mực vừa nãy đó, chúng ta bắt đầu vẽ cái đài sen. Đây, cái mực nó cũng tương đối là đậm, nhưng mà cái mực này mình đã pha nước rồi nên là tí nữa nó khô nó sẽ nhạt bớt đi nha, không phải lo đâu. Còn chúng ta đừng dùng cái mực nguyên chất, nếu mà dùng mực nguyên chất thì sẽ rất là đậm. Rồi chúng ta sẽ vẽ theo cái dáng đài sen. Chúng ta chuẩn bị một cái bút cỡ vừa thôi để chúng ta vẽ cái thân sen. Cái đoạn này là mình quên mất không quay, nhưng mà cũng rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần kéo một cái đường từ cái hoa lên đến tận trên đỉnh của bức tranh là ok rồi. Và chúng ta sẽ chấm thêm những cái chấm để thành những cái gai của cái thân hoa sen nha. Chúng ta chú ý là chúng ta đừng làm cái thân cứng quá, chúng ta phải làm cái thân nó hơi mềm mại một chút.
Và cuối cùng là chúng ta sẽ chấm nhụy cho hoa. Thì nhụy hoa sen chúng ta có thể chấm màu đen này, màu xanh lá này hay là màu vàng. Nhưng mà mình bức tranh này thì mình đang ưu tiên sự tối giản nên là mình sẽ chọn màu đen nha. Và cuối cùng thì mình sẽ ký tên và đóng dấu. Mỗi người vẽ cái dòng tranh này thì nên dán cho mình một con dấu nha, bởi vì nó sẽ làm hoàn thiện bức tranh hơn. Và cùng xem là tranh khi đến khung như thế nào. Đây là một vài bức tranh để chúng ta tham khảo một cái vài cái mẫu tranh hoa sen tối giản. Chúc các bạn thành công!